bạn đang giáo giác nhìn xung quanh á, thì con hắc này nó mới vỗ vô người bạn một cái. Lúc này trước mặt bạn là một cái ông thầy. Ông thầy này mặc bộ đồ màu vàng, và trên đầu của ổng á có một cái mũ hình bát quái, và đặc biệt là ông thầy này là người Việt Nam. Ổng bắt đầu giáo giác nhìn khắp cơ thể của bạn á, thì ổng mới nói là em đẹp quá. Rồi ổng hỏi bạn á là em thỉnh bùa này về để làm gì, em có tìm hiểu rõ về nó chưa mà em thỉnh nó về. Lúc này bạn không có trả lời, bạn để cho con hắc á nó trả lời giùm. Nhưng mà đại loại bạn chỉ biết á là bạn phải ở đây trong vòng 3 tháng để ông thầy ổng luyện cái bùa này. Vì cái bùa này phải được lấy trực tiếp từ bụng của người mẹ. Một là cái đứa này phải vừa được người mẹ bỏ đi, hoặc là nó vừa mở mắt chào đời á mà không may nó mất đi á thì mới lấy được. Sau khi mà trò chuyện xong đó, thì ông thầy ổng hỏi bạn một câu làm bạn nhớ tới tận bây giờ luôn. Ông mới nói bạn á, cái giá rất đắt nếu chấp nhận thỉnh nó về, em có hứa chắc chắn là em sẽ không bao giờ bỏ nó hay không? Hãy nuôi nó bằng cái tình yêu thương thật tâm của em, và đừng bao giờ khiến nó cảm thấy em muốn rời bỏ nó, và hãy cho nó tất cả những gì tốt nhất mà em đang có, thậm chí kể cả máu của em. Nếu như vậy á thì nó sẽ cho em lại mọi thứ em muốn, và không còn bất kỳ người nào muốn làm tổn hại tới em nữa. Em có làm được hay không? Rồi thì bạn cũng gật đầu, bạn lý nhí trong miệng á, bạn nói là tôi đảm bảo. Một cái gật đầu á nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà bạn đâu có biết rằng chính ngay cái thời khắc đó, cái thời khắc mà bạn đã gật đầu đồng ý đó, thì bạn đã vô tình ký kết vào một cái lời nguyện thề. Và cho tới sau này, cái lời thề đó bạn phải trả một cái giá rất là đắt, bằng nước mắt, bằng thanh xuân, và nhiều khi á bằng cả tính mạng của bạn nữa. Từ tháng 8 năm 2013 tới tháng 11 năm 2013 đó, 3 tháng trời ròng rã dấn thân ở cái nơi đất khách quê người để mà đợi cái ngày luyện xong cái bùa linh nhi này. Khoảng thời gian này á thì bắt buộc bạn phải ở lại nhà của ông thầy. Và bạn được nhà của ông thầy á sắp xếp cho bạn ở một cái chòi nhỏ kế bên cái chỗ mà ông thầy luyện bùa đó. Cho nên bạn đã chứng kiến được hết những cái gì mà ông thầy ổng luyện cái bùa này. Do đó bạn đã dần tin vào những cái gì mà trước giờ bạn chưa có tin, và bạn không nghĩ là nó sẽ tồn tại, đó chính là linh hồn của những đứa con nít. Và bạn nói bên Thái á, nó có những cái đầu nậu chuyên đi thu mua những cái thai này từ bệnh viện với giá rất là rẻ luôn. Và điểm đến cuối cùng á chính là rơi vào tay của những ông thầy pháp cao tay ở những cái vùng đất hẻo lánh xa xôi. Và công việc chính của những người thầy này á là biến hóa, tu luyện cho những em bé này thành những con búp bê, và dạy cho nó cách để mà phục vụ theo cái lời sai khiến của người khác. Chung quy lại á thì những ai tới đây thỉnh bùa cũng đều mong muốn mình có được một cuộc sống suôn sẻ, có tiền làm ăn buôn bán được. Do đó khi mà thỉnh nó về đó thì chúng ta phải ký một giao ước ngầm là chúng ta không được rời bỏ nó, vì nó đã bị rời bỏ một lần từ trong bụng mẹ rồi. Thành ra đừng bao giờ bỏ rơi nó thêm một lần nào nữa. Thà là để nó tự bỏ bạn, chứ bạn không được quyền bỏ nó. Hai đứa ở lại đó được một tuần đó, thì con hắc này nó phải về Việt Nam, nó có việc, cho nên bạn phải ở đây một mình. Mà bạn nói á, đêm nào khi bạn ngủ á, bạn cũng đều nghe những cái tiếng khóc rất là ai oán. Nó cứ khóc rỉ rả cho tới sáng nó mới dứt. Cuối cùng, sau khi mà chịu đựng ở đó 3 tháng trời đó, thì cũng tới cái ngày mà cái bùa này đã được luyện xong. Rồi con hắc này á, nó cũng qua đó nó đón bạn về. Cái ngày về á thì trong lòng bạn lúc nào cũng vui mừng hết trơn á, do đó bạn quên đi những cái sợ hãi của mình. Cái ngày mà ông thầy giao cho bạn con búp bê đó, bạn luôn luôn tự hứa với lòng á là bạn sẽ thương nó như con của mình, thì chắc chắn là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Thầy cũng luôn luôn dặn bạn đó là tuyệt đối không bao giờ được bỏ nó dù là trong suy nghĩ. Và công nhận á là con búp bê này nó hiệu nghiệm thật. Cái ngày bạn về Việt Nam á thì bạn được tin từ con hắc bạn của bạn, nó nói lại. Nó nói là cái thằng con trai của cái bà mà hôm trước đánh ghen bạn ở trong quán bar đó, tự nhiên nó hóa điên mà không hiểu lý do luôn. Thì lúc này bạn và con hắc đã ngầm hiểu là do búp bê nó làm rồi. Bạn cũng không ngờ là nó hiệu nghiệm nhanh như vậy. Do đó những ngày sau bạn lại tiếp tục hòa mình vào những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng tại quận 1. Đi chơi thì đi chơi, nhưng mà bạn vẫn không quên là mua bánh trái để mà cho búp bê ăn nha. Và từ cái ngày đi Thái trở về đó, bạn không còn lo sợ gì nữa, tại vì bạn nghĩ bụng là chẳng có đứa nào dám làm hại mình nữa đâu. Và những cảm giác đau buốt trong lòng bạn nó cũng không có còn luôn. Câu chuyện sẽ êm đẹp, không có gì xảy ra, cho tới ngày bạn gặp cái anh người yêu của bạn.